chồng mình có đi trượt tuyết ở trong rừng và trên núi, và chỗ này tên là Muskoka, và tụi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nếu có gì đẹp và lạ, và hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ trai và chồng mình nha. Và bây giờ là trên đường đi nè các bạn, đó thì tuyết rơi rất là dày đặc nè. Thì chỗ này cách trung tâm thành phố Toronto 300 cây số về hướng bắc nên là rất là lạnh luôn đó, các bạn thấy hai bên nè. Ở Toronto hôm nay là không có tuyết nha các bạn, vẫn còn ấm, mà đi ra tới đây là các bạn thấy nè, đó hai bên đá nè có nhũ thạch luôn nè, rất là lạnh rồi. Ở đây là âm 16 độ nha các bạn, nè các bạn thấy tuyết trắng xóa hai bên luôn. Và hai bên là rừng thông rất là đẹp các bạn ơi. Thì tụi mình đi đến cái khu resort này thì rất là vui, bởi vì lâu lắm rồi thì bây giờ tụi mình mới có một cái vacation ngắn hạn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi đến đây nghỉ ngơi. Và tại khu resort này thì có spa nè, có trượt tuyết nè, rồi có tắm suối nước nóng này nọ nữa nè các bạn. Đó thì sau một năm làm việc mệt mỏi thì bây giờ hai tụi mình đến đây để nghỉ ngơi, tận hưởng cái không khí Giáng sinh. Là mình rất thích nhìn hai bên đường dày đặc tuyết, và đá thì có nhũ thạch luôn nha các bạn, đá đá và núi hai bên, bởi vì lạnh quá nè các bạn thấy không. Bây giờ thì lạnh quá, lát nữa đi trượt tuyết không biết tụi mình có trượt nổi không. Đeo lên thì đương nhiên rồi, đeo lên rất là khỏe, còn mình thì mình hơi hơi bị cảm một chút xíu nên là không biết, có thể là đeo lên trượt tuyết rồi mình chỉ đứng mình quay clip thôi, hoặc là mình có thể trượt trượt một tí rồi đi vào trong khách sạn. Đến khu vực này thì các bạn thấy là không khí Giáng sinh đã đến nè các bạn. Hai bên đường là tuyết trắng xóa luôn, và rừng thông là hai bên luôn. Thì các bạn nhớ cũng con đường này, nhưng mà cách đây một vài tháng thì khi đó còn mùa thu đúng không các bạn, thì còn lá xanh, lá đỏ, lá vàng. Còn bây giờ thì cây cối trơ trụi hết rồi nè các bạn, chỉ có tuyết thôi. Xung quanh nè, wow, cảnh rất là đẹp luôn. Bây giờ tụi mình đã lái xe vào khu resort rồi nè các bạn. Thì lát nữa tụi mình sẽ đi trượt tuyết ở khu này. In 300 meters, stay to the right. Stay to the right. Rồi, bây giờ thì đã tới khu resort. In 100 meters, turn right. Hi mọi người, bây giờ tụi mình đã vào cái khu resort này của tụi mình. Thì cái phòng tụi mình ở nè các bạn, thì là tại hội nghị G8 ở Canada. Thì tổng thống này là tổng thống Anh nè, tổng thống Anh đã ở tại phòng này, phòng của hai tụi mình nè các bạn. Thì bây giờ cho mọi người xem khu resort như thế nào nha, phòng của tổng thống sẽ như thế nào.
Thì đây là tivi nè, có lò sưởi nè, thì đây là phòng khách. Đó, tụi mình đi đem đồ linh tinh lỉnh kỉnh, rồi có nhà bếp nè. Đây, wow. Đó, còn đây là view bên ngoài nè các bạn. Đẹp chưa? Wow, thích chưa? Lát nữa sẽ đi trượt tuyết xuống đây. Wow, cảnh quá đẹp luôn. Wow, phòng của tổng thống nha. Ghê nha. Thì tụi mình đặt cái resort này thì chỉ đặt ngẫu nhiên thôi, chứ cũng chẳng biết tổng thống. Đây là phòng của tổng thống. Còn đây là phòng ngủ. Đó, thì đây là phòng ngủ nè. Đó, thì nhìn ra cảnh nè, có tuyết rơi nè các bạn. À, thích chưa? Nhìn cũng ấm cúng. Còn đây là gì? Còn đây thì là nhà tắm. Có khu vực bếp nè các bạn. Wow, thích quá. Bây giờ nghỉ ngơi một tí rồi đi trượt tuyết nè. Còn bây giờ thì tụi mình ăn trưa nè các bạn. Hồi nãy trên đường đi có ghé qua quán ăn Việt Nam, mua được bánh bột lọc nè, xôi cút nè, bột chiên nè. À, bây giờ trước khi trượt tuyết thì hai tụi mình ngồi đây ăn trưa. Ngồi đây ăn trưa thì chỗ này nó có luôn lò vi ba nên mới hâm nóng đồ ăn lên. Bây giờ ăn xong rồi đi trượt tuyết rồi đi spa. Đây là khoái ăn bột chiên lắm. Nè các bạn thấy nè, từ cái khung cửa sổ mà cái phòng của tụi mình nè, nhìn ra nè rất là đẹp luôn. Và hồi nãy tụi mình nhìn xuống mà còn có một cái con thỏ nó chạy nữa, dễ thương lắm. Còn bây giờ thì Đen Linh với mình đang mặc đồ áo ấm để chuẩn bị đi xuống trượt tuyết nè. À, Linh ơi, Ơi. nè, cho mọi người coi coi trang phục quái dị của Đen Linh. Wow, bây giờ thì trời rất là lạnh và bây giờ hai tụi mình đi bắt đầu mặc đồ nè các bạn. Mặc đồ mùa đông thì rất là lạnh và tuyết thì trắng xóa nên là cũng phải đeo mắt kính để không có bị chóa mắt. Ôi, mình mặc cả 5 lớp áo. Bây giờ đi giống như là con chim cánh cụt luôn. Đi rất là nặng nề. Wow, nè các bạn thấy tuyết rơi dày ơi là dày luôn nè. Thì tụi mình thì đê lên hồi xưa thì tha hồi hè đê lên có đi cái hội nghị ở đây. Thì đê lên biết được cái khu resort này và đặt cho tụi mình để nghỉ đông ở đây. Wow, tuyết dày á là dày luôn nè mọi người. Và bây giờ thì tụi mình đang ngồi thử giày và mang giày để chuẩn bị đi snow nè các bạn. Thì đây Oh là yeah, of course, man. Yeah, À, thì các bạn thấy trong phòng này là rất nhiều các loại giày nè. Thì Đê Linh đang cột dây giày cho mình, tại vì mình mặc đồ nhiều quá thì nó chật quá nên bây giờ mình cúi xuống không được. Tội nghiệp Đê Linh rồi, mang giày giùm cho mình. That too hurt. Too tight, honey. Too tight. All That's enough. Cái Linh thì chụp tuyết rất là chuyên nghiệp, còn mình thì giống như là nè các bạn, tuyết ở đây rất là trơn luôn nè các bạn. So can I cross the road? Yeah, we have to take off the skis.
lăn tuyết còn sướng hơn là chụp tuyết. Nè, mọi người thấy tuyết ở đây nhiều ghê chưa? Bây giờ tụi mình lại đi chụp tuyết tiếp. Good. Nè, mọi người thấy đây Linh nè, chụp tuyết và chuyên nghiệp ghê chưa nè. Còn cầm cái giày chụp tuyết của mình luôn. Ồ, các bạn thấy ở đây nè, wow, tuyết trắng xóa luôn nè. Ồ, đẹp chưa? Bây giờ là đang đi lên dốc nên là mình còn cầm máy quay quay được, chứ lúc mà mình trượt thì mình không có cầm máy quay quay được. Đúng là Đê Linh là người Canada trượt tuyết quá điêu luyện. Lúc nào mình đi trượt tuyết với Đê Linh, Đê Linh cũng chỉ cho mình, huấn luyện cho mình nhiều lắm. Ôi. Bây giờ tới đây thì mình ngưng quay một chút để mình chụp tuyết tiếp thôi. Mệt quá. Nè các bạn, trong khu resort còn cung cấp thức uống cho mình nữa nè. Hot chocolate nữa nè. À, có bánh đây nè các bạn. Where? I want some. Yeah. Như vậy. Nãy giờ trượt tuyết xong, bây giờ mình mệt quá. Bây giờ mình đi xuống spa để mình massage body. Xong rồi tối nay hai vợ chồng mình sẽ đi ăn. Wow, đây là lần thứ hai mình trượt tuyết. Lần đầu tiên là mình trượt tuyết tại biên giới của Trung Quốc và Triều Tiên. Còn đây là lần thứ hai. Nè các bạn, nghe cái chỗ spa này rất là hiện đại nè. Sau khi mà spa xong rồi thì được ngồi uống rượu, ăn sô-cô-la nữa nè các bạn. À, thích chưa? Hello, đây lên mập điệt. Nè các bạn, ví dụ mà cả năm đi làm mệt mỏi rồi thì bây giờ hai vợ chồng mình đi nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng mùa đông nè, thì rất là thoải mái luôn. Nên là bạn nào mà đi làm nhiều nè, cả năm bận rộn thì cũng nên dành chút nghỉ ngơi, thời gian để nghỉ ngơi cho gia đình nè. Đó, thì các bạn thấy cái spa này nè, rất là tốt luôn. Hồi nãy mình vô là mình massage toàn thân luôn. Đó, trong vòng 1 tiếng rưỡi. Thì trong lúc đó thì hồi nãy thì tụi mình đi trượt tuyết, thì khi mà mình massage thì đi lên ở ngoài trượt tuyết thêm. Rồi bây giờ tụi mình ngồi đây uống một chút rượu với nhau. Sau rồi lát nữa tụi mình đi ăn ở nhà hàng Thái. Wow, hôm nay thật là một ngày rất là thú vị luôn. Đây là lần thứ hai mình đi trượt tuyết, và hai tụi mình đi spa với nhau thì rất là thú vị và hấp dẫn. Đó, các bạn, cho các bạn coi nè, cái lò sưởi tự động nè. Đó. Và ở đây người ta còn để thêm cho mình trà nè, cà phê uống miễn phí nè. Và ly xếp rất là ngăn nắp và rất là sạch sẽ. Mình rất thích cái spa này luôn. Bây giờ thì tụi mình đi ăn tối thôi mọi người ơi.
Còn đây là phòng khách của tụi mình nè, mọi người ơi, đẹp chưa? Ở đây có lò sưởi nữa nè. Đi một vòng qua đây coi có gì. Đó, các bạn thấy resort của tụi mình đã không? Có phòng đọc sách luôn nè. Thôi bây giờ mình đi vô phòng ngủ mình thay đồ. Đó các bạn, thì đây là nơi mà tổng thống, thủ tướng ở nè các bạn. Đó, thì tụi mình ở phòng của thủ tướng Anh nè. Vân ơi, mở ra. Rồi, đi vào. Đó, như hồi nãy mình nói nè. Phòng của thủ tướng Anh này nha mọi người. Đi vào phòng thôi. Bây giờ để mình quay cho mọi người thành phố Muskoka về đêm nha. Cảnh về đêm là rất đẹp luôn. Đây là trung tâm thành phố nè. Mà đây chỉ là cái thành phố nhỏ thôi, nên là nó như vậy nè các bạn, cũng rất là vắng người. Bởi vì Canada thì người không có đông. Bây giờ tụi mình đi tìm cái nhà hàng Thái. Is that restaurant? Đó, tuyết rơi dày ơi là dày luôn nè mọi người. Đi vào đây ăn thôi, đói bụng quá rồi. Thì bây giờ tụi mình chọn được cái nhà hàng này nè các bạn. Ngồi nhìn ra thì thấy tuyết rơi ở ngoài đường nè. Đó, rất là thú vị luôn. Và bây giờ tụi mình đã gọi món rồi, bây giờ chờ ăn tối thôi. Hôm nay mọi người thấy Lê Linh mặc đồ chỉnh tề không nè? Thì sau khi massage về thì da mặt mình rất là mỏng, rất là mịn luôn, mình rất là thích. Và uống một chút rượu vào thì cái mặt của mình á, nó hơi đỏ, nó hơi ửng hồng lên nè. Và rất là ấm, không có bị lạnh. Đây là gà nướng sa tế của tụi mình ra rồi nè các bạn, nhìn hấp dẫn chưa nè. Rồi ăn đi Đen Linh. Mỗi lần mà mình quay phim là Đen Linh ngại lắm. Nhìn đã lên chấm cho hấp dẫn chưa? Mời mọi người ăn cơm với hai tụi mình nhé. Còn đây là món thứ hai của tụi mình nè các bạn. Đây là cà ri xanh của Thái Lan nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Còn đây là món thứ ba của tụi mình nè, hủ tiếu xào Thái nè, hấp dẫn chưa mọi người? Để lên ăn nè, nhìn ngon miệng chưa? Thì bây giờ ăn uống xong rồi thì bây giờ tụi mình đi vòng vòng ở trong khu resort để coi coi có cái gì không. Thì thấy có hồ bơi nè, rồi có chỗ chơi cho các em bé nè. Nè các bạn, ở resort còn bán condo nữa nè các bạn, căn hộ cao cấp trong resort luôn. Đúng là người ta rất là kinh doanh các bạn thấy không? Bây giờ tụi mình đi vòng ra ngoài sảnh xem có cái gì không. À, các bạn thấy đẹp không? Thì đây là nhà mẫu nếu mà mua condo nè các bạn. Ui, sorry. Đẹp quá. À, thì đây là sảnh của resort. Thì resort này chỉ 4 sao thôi nha các bạn, không phải là 5 sao. Nhưng mà resort này là như mình nói hồi sáng là hội nghị G8 thì diễn ra ở đây nè. Thì tất cả các tổng thống nguyên thủ quốc gia trên tất cả trên thế giới thì đều đến đây hết. Thì các bạn thấy đẹp không nè?
Thì vô tình tụi mình đặt một cái phòng ha. Thì lại vô cái phòng của Thủ tướng Anh ở cách đây vài năm. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Hello, anh Đài Linh. Hello. Anh Đài Linh thích không? Okay. Đó. Giờ đi vòng vòng chơi ăn cho tiêu cơm. Đó thì mọi người thấy ở đây đẹp không nè? Đó thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra cái sảnh lớn nữa để xem. Và ở đây rất là chu đáo nha các bạn. Nếu mà các bạn ở đây thì ta cho các bạn ăn sô cô la miễn phí nè, rồi uống sô cô la nóng miễn phí luôn. Và cứ để ngoài sảnh thì mình cứ ra mình lấy mình uống bao nhiêu cũng được, ăn bao nhiêu cũng được hết. À, mình rất thích luôn. Hello. Hi. You need to say something, right? Every time you say hi, hi. Hello, everybody. No, you need to speak Vietnamese. Chào mọi người. Đây là mỗi lần mà mình quay vlog là đây là rất mắc cỡ, mắc cỡ, giả bộ, không dám nói chuyện. Do you have wifi here, honey? Yes. So I can show my dad and my mom. Yes. Eh? What's that? Movie night. Right? Yeah. Oh. 7:10. Ở đây còn có rạp chiếu phim miễn phí nè mọi người. Thích chưa? Ở đây đúng hiện đại luôn, cái gì cũng có hết mọi người. Ở trên lầu còn có người chơi piano nữa nè các bạn. Còn đây là khu vực sảnh chính nè. Đẹp chưa? Ở đây thì bán đồ trang sức nè các bạn. Và bây giờ tụi mình đi vào bên trong coi có cái gì. Wow, mấy bức tranh này đẹp quá đây Linh. Ồ, mấy bức tranh này đẹp ghê luôn. That museum, honey? Con này con gì vậy? Hình như đây là bảo tàng nè. Bảo tàng có tranh nè các bạn, đẹp ghê luôn. Bán đấu giá tranh nè mọi người. Coi một bức tranh là bao nhiêu. Bức này là 2.000 đô. Đẹp quá. Nè các bạn thấy khách sạn nè chu đáo ghê chưa luôn nè. Trên TV nè còn có dòng chữ là Welcome Mr. McClintock to our hotel nè. Là họ của chồng mình nè. Đó. Rất là chu đáo và rất là sạch sẽ. Mình rất thích cái phòng này luôn, rất là ấm cúng nha các bạn. Đó. Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày thứ hai thì hai vợ chồng mình lại tiếp tục đi trượt tuyết. Và các bạn thấy toàn cảnh nè, tuyết không là tuyết luôn. Đó, phía xa thì cái hồ nè các bạn nó đóng băng luôn thành tuyết luôn nè. Thì bây giờ tụi mình sẽ, đây là dụng cụ trượt tuyết của tụi mình. Bây giờ tụi mình sẽ đi tiếp tục trượt tuyết ngày thứ hai. Wow, thích chưa? Đi thôi đi lên. Hey, let's go. Đó.
Bây giờ để mình lấy cái đồ trượt tuyết đem qua bên phía bên kia. Mình nhờ để lên cầm giùm mình cái đồ trượt tuyết để mình quay cho mọi người thấy nè. Wow, cảnh nè, quá trời tuyết luôn. Ở Toronto thì vẫn còn ấm nha các bạn. Ở Canada thì càng về phía Bắc càng lạnh. Toronto hiện nay thì vẫn chưa có tuyết. Đó, thì tụi mình ở những khu nhà như vậy nè các bạn. Buổi sáng ngủ dậy thì có mấy vết chân của con thú mà không biết là con gì. Rồi mình đoán là chân, bên lên nói đó là chân của con trùng lộc. Wow, tuyết trắng xóa luôn nè mọi người. Linh thì khoái chơi hơn, còn mình thì thích quay phim. À, các bạn thấy toàn khu vực. Hello, Dylan. All right, so take it. Take picture for you. Các bạn nhìn Dylan trượt chuyên nghiệp chưa? Còn mình thì cứ lơ là té muốn bầm bầm đít luôn. Đấy, mình ngồi đây mình chờ Dylan trượt tới. Thấy Dylan đi điệu nghệ ghê chưa? Hello! Show me your skill. Professional nha. Okay, so let's cross the road. Help me. Cross the, so you just pick it up and cross just it. Help me because I want to take some video. And I just grab my scoop. Bây giờ là phải đi băng qua đường. Cái đoạn bên đây thì nó dễ trượt hơn cái đoạn phía bên đây. Hôm nay là lạnh âm 16 độ luôn mọi người. Chỗ nào mà người ta giăng cờ vậy là không có trượt luôn nè các bạn. Một là cây nó đâm mình, hai là hồ đóng băng. Trượt vô một cái là chết luôn. Wow, mọi người, tuyết ở đây là trắng xóa luôn nè. Thích ghê chưa? Good job. Dữ nha. Bây giờ hai vợ chồng mình có đồ chơi mới. Bây giờ sẽ đi đôi giày tuyết. Giày này gọi là snowshoes. Đã nãy giờ trượt tuyết mệt rồi thì bây giờ đi đôi giày này. Đi đôi giày này thì có thể đi được trên tuyết. Và bây giờ Dylan đang gài nè các bạn. Giày này.
đây Lâm đang chỉnh cái giày với mình. Alright, here we go. You're gonna have to step up for you. Oh, step up. Up. There you go. Good. Hôm nay là tụi mình chơi đủ món luôn nha mọi người. Trượt tuyết bây giờ mệt rồi thì đi giày trên tuyết. Okay, is that tight? Is that tight now? Yeah. That's so funny. Yeah, and then just... Giống mấy con vịt ghê luôn là. Đi lật bạch chưa cứ. And the cool thing is that you can step on very deep snow. And you'll fall in. Thì cái giày này nè, đặc tính của nó các bạn mang vô thì sẽ không bị lún xuống tuyết nè. Đi trên tuyết giày cỡ nào cũng không bị lún xuống tuyết. Là đặc tính của đôi giày như thế này. It's not a bear. It could be a dog. Yeah, that's not smart. They shouldn't do that. Is that dangerous? Yes, it's very dangerous. Bạn nhìn vậy chứ tuyết không có lạnh tại vì mình đã mặc 4-5 lớp áo rồi. Bịt khẩu trang vô để không lạnh. Quay cái bông tuyết là đang lên đẹp đấy chưa? Yeah. Yeah, no, it's nice. Wow, hoa tuyết. Dòng sông này đang đóng băng nè các bạn. Mọi người đang đứng trên sông nữa nè. Nhìn thấy khu không?
giờ tụi mình cũng đi lên nói thì nguy hiểm, nhưng mà mình thấy cái hồ này nó đâu có gì đâu. Yeah. Got it. Very small too. Be here, Anna. Oh, came loose again. Yeah, it's so loose. Bây giờ thì tụi mình đi bộ về khu resort. Kết thúc ngày thứ hai trực tiếp của tụi mình. Yeah. Wow. Ở đây rất lạnh, nguồn âm 16 độ. À, mọi người thấy tuyết không? Tuyết dày là dày. Ở Canada là còn lạnh hơn ở Mỹ nữa nha mọi người. Bởi vì Mỹ là về hướng Nam, không có tuyết nhiều và không lạnh. Còn Canada là gần Bắc Cực luôn, nên là rất là lạnh. Và trên đường đi tụi mình còn thấy dấu chân của các con thú nữa. Rất là thú vị. Mình có thể đoán được đây là chân gấu nè, đây là chân chó sói nè, này là chân của con thỏ nè. Đó, ở đây có chân thú nè. Để tụi mình quay lại cho các bạn coi nha. Nè, thì đây là các bạn thấy nè. Có dấu chân thú này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, bởi vì chân người thì đâu có ba cái móng nhọn như thế này. Đó. Đây lên nói có khi mà đi trực tuyết mà còn thấy chó sói nữa. Các bạn thấy thú vị không? Tuyết trắng xóa luôn, tất cả các hồ đều đóng băng luôn nè. Còn khu resort thì nhìn thẳng ra ngoài rừng luôn, rất là đẹp. Và khu resort này tên là Deerverse. Bạn nào mà người Việt mà ở Canada thì có thể đến đây nghỉ đông, rất là tốt luôn. Và không khí thì rất là trong lành. Lạnh thì có lạnh nhưng mà mình đang cảm, nhưng mà đến đây là mình đỡ sổ mũi luôn đó các bạn. Thế là tụi mình đã trượt tuyết và đi dậy tuyết trong 2 ngày. Đã kết thúc rồi. À, hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký ở logo góc phải màn hình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. Để cho các bạn coi KFC ở Canada thì nó khác với KFC ở Việt Nam như thế nào nè. Cái này trên đường đi tụi mình đói, tụi mình ghé vô ăn tạm. Thì các bạn thấy là KFC đây rất là rẻ luôn. Hai cái hamburger, một cái khoai tây chiên, với là một cái đùi gà với một cái coleslaw. Và một ly nước bự như vậy thì chỉ có $20 à. Rất là rẻ đúng không các bạn? $20 là tính ra khoảng 360.000 Việt Nam mình à. À, nhìn hấp dẫn chưa? Ăn cái này là ăn tạm thôi. Chứ tụi mình hả, qua đây là 2 năm mấy rồi mới ăn KFC.